Fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and bed of sapon. Hello, xin chào mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Mọi người hôm nay trời khá là lạnh luôn. Hôm nay là ngày 31 tháng 12. Là tối nay là ngày Noel đó các bạn. Ngày tối nay là năm mới. Năm mới không biết các bạn có tối nay có đi chơi không ha. Tối nay thì mình chắc mình nghĩ mình chạy ra ngoài Sài Gòn chơi, mình coi bắn pháo bông. Nhưng mà tối nay thì thành phố của mình là bắn pháo bông ở bắn 15 phút tầm cao ở ngay chỗ hầm Thủ Thiêm á, và bắn pháo bông tầm thấp 15 phút luôn ở Bình Đầm Sen, chỉ có 2 điểm bắn thôi. Tối nay là Tết Tây cho nên chỉ có 2 điểm bắn thôi. Thì tối nay bạn nào có đi á, bạn nào có coi video này á, thì mình có đi thì mình đi ha, mình coi bắn pháo bông ha. Thì bữa nay mình không có nấu gì hết mọi người ơi. Thì bữa nay mình còn ở nhà mình còn bắp nè. Mình còn bắp cái gói bắp nè, bữa hổm mình mua 3 gói á mọi người, bây giờ mình còn một gói. Bây giờ mình bò mở nó ra luôn ha. Mình mở nó ra như vậy nè. Rồi mình bỏ vô microwave á để mình quay lên. Rồi mình tại vì mình có mua một cái phô mai á mọi người, một phô mai màu vàng á mình rắc lên á, cho nên mình lấy bắp này mình làm rồi mình ăn luôn ha. Bây giờ mời mọi người theo dõi mình nha. Rồi bây giờ mình bỏ vô microwave ha. Bây giờ mình quay nó khoảng 15 phút nha mọi người. Mình bật đây là trung bình ha. Số 3 là 15 phút nha. Ôi nó bị dướng rồi. Rồi mình đây đắp lại mình chờ trong vòng 15 phút nha các bạn. Rồi ở đây sau khi mình chờ cái bắp của mình chín ha. Thì ở đây mình có gói trà Phúc Long nè mọi người. Đây là trà đen nha. Mình mua gói này là gói lớn. Mình tính ngày mai mình sẽ nấu trà sữa mà không biết trà sữa có dễ nấu hay không. Thì mong các bạn hãy chờ cái clip ngày mai của mình nha. Mình sẽ làm trà sữa thử coi nó có thành công không ha. Nếu mà thành công thì các bạn dựa theo đó mà làm ha. Còn nếu không thành công thì thôi. Mà cái trà đen này mình cũng có thể uống trà được á mọi người. Trà Phúc Long á, mình trong Phúc Long á nó có trà Thái Nguyên, trà Lài, trà Âu Long, trà đen. Mình thấy trà đen này vừa rẻ mà vừa ngon nữa, mình có thể làm trà uống cũng được, pha trà. Ngày hôm nay mình có mua được cái bình bông này đẹp quá nè mọi người. Ồ mọi người thấy chưa hả? Và mình sẽ cắm bông nha. Mình mua mình nhà mình á chuyên xài bông giả chứ không phải là đồ thiệt. Đây là mình mua được, em thấy cái này. Mấy cái này á mình mua ngoài chợ lớn nha mọi người. Đó. Wow. Mọi người thấy có đẹp không? Những cái bông, những cái cây này nè. Đó, cây này gọi là cây vàng, cây bạc. Có cây màu bạc nữa nhưng mà mình mua cái cây vàng không hả các bạn ơi. Ở đây á mình mua, người ta có cho cái bill của mình luôn. Cửa hàng thú bông Misa nè. Đó, mọi người có tham khảo thì tham khảo ha. Đó, hai cái bill này nè là cái cành này nè. Cái này á mình đáng lý mình không có nói giá ra đâu. Tại mọi người biết sao không, để cho các anh các chị ở ngoài đó bán á. Nhưng mà vậy nè, sẵn đây thì mình nói luôn. Nó cái tầm giá thì mình nói phỏng phỏng thôi nha. Để mọi người nếu mà có trả giá được thì trả giá, cái này thì tùy theo ở mình thôi. Người ta mình ra thì mình có người thì bán 30, có người thì bán 35, có người thì bán 20, 25. Thì tầm giá từ 20 tới 30 ngàn một cành như vậy nè. Đó, một cành như vậy nè. Thì mọi người có mua được thì mua hen, còn tùy theo mọi người có trả giá được hay không thôi nha. Đó, còn cái cành này mình mua có 15 ngàn ha. Nè mọi người thấy không? Để mình dỡ cái này ra luôn. Đây. Đó, mình mua cái này có 15 ngàn ha. Mà nhìn nó đẹp ghê á. Cái này giống như lá sen của mình vậy đó. Rồi bây giờ mình cắm vô nha các bạn. Mình cắm vô cái bình này nè. Bây giờ mình coi nó dài ngắn tới đâu ha. Nhiêu đây được chưa ta? Không. Cái bẻ ngược lại mọi người. Bẻ ngược lại. Cái này nó bằng dây chì á. Nó bằng dây chì nó bọc ở trong mũ nó ở ngoài. Cho nên
cho nên mình có thể bẻ tới bẻ lui được nha. Cái cành này nè, các bạn có thể bẻ tới bẻ lui cũng được. Mình mua nhà mình hay trưng đồ giả lắm. Tết thì mình chỉ mua một chậu cúc hoặc một chậu mai hoặc cây tắc thôi. Còn cái mà trưng hàng ngày thì mình mua cái đồ giả mọi người ơi, là mình có thể giặt lại được. Chứ mà mình mua cái đồ thiệt rồi mình giặt không được, mất công lắm. Đó, như vậy nè mọi người. Đẹp ha. Nó có cây bạc nữa nha các bạn. Cây vàng rồi cây bạc nữa. Người ta bán cái, người ta nói trời ơi chân đi nhà cửa sung túc lắm. Ta nói thiệt không? Bán có thiệt không? Người ta cười quá trời cười mình luôn. Tại do cái bình này nó đẹp. Cái bình này á, hiện đang giảm giá các bạn. Cái bình này đang giảm giá còn 120.000. Mình nói hết luôn để cho các bạn, ví dụ các bạn có mua được thì mua. Wow, đẹp quá ha mọi người. Đẹp xuất sắc luôn ha. Giờ mình một cái chậu chính giữa nữa thì mình làm cho nó ngắn lại một chút. Đó. Rồi ok. Đó. Mọi người thấy ok không? Quá đẹp đúng không? Đó. Ôi cắm bông cũng dễ quá. Mà ai ngờ cắm bông giả. Bây giờ cái chậu cái này thì đo tới đâu đây? Tới đây đi. Cái ngắn hơn một chút xíu đi, mình bẻ lại. Ê nè các bạn, nó có cái thanh ở dưới mấy cái khất á, các mình cứ bẻ lại, tại vì dây chì mà, dây chì rất là dễ luôn. Mà cái này đâu có nước nôi gì đâu, mình cứ bẻ vậy thôi. Mình cứ bẻ rồi cho nó chìa ra vậy nè. Cắm xung quanh cho nó chìa. Mà trước khi mình cắm thì mình bẻ qua ngang vậy nha các bạn, để cho nó banh cái cọng này nó ra. Cái này gọi là cây vàng cây bạc. Ôi cái bình này mà thấy mình rực lửa luôn. Trời ơi, cái bắp của mình á, mình làm cho nó thơm nực nọc luôn rồi đó. Sao mà bẻ nó không chịu qua vậy không biết. Đó. Thơm quá ha, bắp thơm quá ha. Phải cho nó nghiêng ra ngoài chút nữa. Còn mình còn hai cây nữa nè các bạn. Bây giờ mình bẻ nó lại luôn rồi mình tách nó ra. Cái này bằng kẽm các bạn, cho nên các bạn cứ bẻ nó thoải mái. Các bạn cứ bẻ nó muốn hình thù sao cũng được hết trơn á, để cho nó theo cái ý của mình. Ở nhà mà mình trưng cái này là mình thấy là đẹp tuyệt vời. Năm sau mình còn có thể để được nữa, tới năm sau luôn á. Tại vì cái này nó bằng nhựa với bằng kẽm không à. Nó chỉ có dơ thôi chứ nó đâu có rửa lại. Mình có thể rửa lại được. Ôi, đây là một bình bông hoàn chỉnh của mình luôn. Trời ơi mình đẹp quá. Bây giờ mình để đâu? Để đây đi. Mọi người thấy mình để cái bình bông ở đây có đẹp không ạ? Tại mình ngay cái bình nước của mình luôn nè. Quá xuất sắc. Đẹp quá ha mọi người. Tết đó mọi người có thể trưng cái này ha. Tiến hành mình chỉnh cái nó nha mọi người. Cái mấy cái nụ này nó cầu quẹo nè. Bây giờ mình bẻ nó qua. Thì cái này nó bằng dây chì nè, cho nên mình bẻ dây ẹt ha. Cái này mình cho nó nghiêng ra luôn, nó xòe ra luôn nó mới đẹp. Ok.
Rồi được rồi ha. Đây đây là sản phẩm cuối cùng của mình nha mọi người. Cái bình bông nãy giờ mình làm trần ai khoai củ luôn. Nhưng mà cũng khá là đẹp. À, cái bắp của mình cũng đã làm xong rồi các bạn. Bây giờ mình mở ra nha. Mình nghe cái mùi nó thơm mà hình như là nó, mọi người ơi, mình thấy là nó đến đây nè. Ôi nó bị khét rồi mọi người. Rồi trái bọc rồi, mình đã nghe. À, ở đây mình có mua một ít mứt gừng nè mọi người. À, thì mình chỉ thích Tết đó, mình bây giờ mình chỉ thích ăn mứt gừng thôi, chứ không có, mình không có thích mấy cái mứt khác nữa, nó ngọt quá. Mà ngay cả mứt gừng bây giờ người ta cũng làm ngọt dữ lắm. Mình ăn vô ngọt ngay cái miệng mình luôn á, nhưng mà cái vị gừng vẫn còn nha. À, cay the nồng nhưng mà sát hơi nhiều tại vì gừng già các bạn. Cái bịch bắp này là mình mới vừa nướng xong mọi người. Cái bữa trước thì mình nướng không sao, nhưng mà bây giờ mình nướng cái nó bị khét rồi, cho nên mình không có bỏ phô mai vô được. Mình mua cái bịch phô mai đây nè. Phô mai này gọi là, cái phô mai này là phô mai rắc lên bột phô mai Tornado ha, để là dùng để rắc trực tiếp lên món ăn khoai tây, khoai lang, gà rán, bắp rang, bánh gạo, các loại hạt và sản phẩm snack ha. Đây nè, cái bịch này nha. Các bạn nhớ mua cái bịch này về và các bạn rắc lên. Khi mua bịch khoai tây hoặc là các bạn chiên khoai tây á, mình chiên khoai tây lên rồi mình rắc lên. À, bây giờ mình còn mấy cái củ khoai tây, bây giờ mình chiên khoai tây lên rồi mình rắc lên nha mọi người. Đúng rồi. Năm mới mà tủ lạnh mình còn cái bịch khoai tây này nè. Giờ mình đem ra mình chiên lên luôn rồi mình rắc phô mai ăn, khỏi cần bắp này. Bắp này nó bị hư rồi mọi người. Bây giờ mình đi chiên khoai tây nha các bạn. Mình chiên bằng lò chiên không dầu nha. Trút cái bịch khoai tây mình còn nửa bịch á, mình trút ra được bao nhiêu đây nè các bạn. Bây giờ mình để vô lò nướng không dầu nha. Mình bấm lên. À, bây giờ khoai tây á, thì mình chiên ở ở lửa là 180 độ trong vòng 20 phút nha. Khoai tây của mình nó cũng vừa chín luôn là mình đổ ra nè các bạn, chứ mình không có để cho nó khét đen nữa đâu. Mình canh nãy giờ á, ở trong lò chỉ mình 200 độ nhưng mà mình làm có 180 rồi các bạn, nó mới đẹp như vậy nè. Rồi mình cho cái gói bột phô mai vô mình lắc nha. Nè các bạn thấy cái bột phô mai nó màu đỏ đỏ cam không? Mình khoái ăn nhiều phô mai để lắm cho nên mình mua về mình lắc thiệt là nhiều luôn cho nó bích luôn. Giống như ăn ăn ở trong mà mấy cái quán cà phê vậy đó. Đó đó đó. Rồi cái phô mai của mình cũng đã, bây giờ mình lắc lên. Lắc đều lên. Thôi nó ngon mọi người. Đã quá. Cái này mình không có chiên dầu nha. Các bạn muốn chiên dầu quá thì các bạn cứ chiên bình thường không có gì hết. Rồi nó ngon. Quá đã. Cái bột phô mai á, người ta làm thơm mà béo dữ lắm. Công nhận ngon thiệt chứ. Mình làm YouTube á mọi người thì cũng khoảng từ ngày bắt đầu mình làm YouTube tới ngày hôm nay thì trải qua biết và bao nhiêu chuyện luôn. Nhiều người cũng có nhiều người thích, nhiều người không thích. Cũng có nhiều anh chị đóng góp vô cái clip của mình. Những món ăn mình làm á thì có những món ngon, những món mình không ngon, có những cái mình không có thành công nữa. Nhưng mà mình vẫn nói
chứ không phải là món nào mình cũng khen đâu mọi người. Nhưng mà mình cũng cảm ơn rất cảm ơn các anh các chị đã yêu mến và xem cái clip của mình á. Mình cảm ơn rất là nhiều. Cái đó cũng như là một cái động viên để cho mình tiếp tục làm những cái clip nữa. Trải qua một năm thì mình cũng rút ra được nhiều cái bài học, cũng có nhiều cái kỷ niệm vui buồn lắm mọi người. Đi làm về mệt, làm được cái clip, làm được cái món ăn ngon, ăn để gửi đến mọi người, cũng mình cũng cảm thấy mình vui nữa. Năm mới Tết đến mình không biết nói gì hơn. Xin chúc mọi người có một năm mới vui vẻ bên người thân và gia đình. Năm cũ mình bỏ qua đi các bạn. Năm cũ có những cái chuyện gì nó buồn, nó không vui mình bỏ qua đi. Mình tạo cái động lực cho năm mới để mình làm tốt hơn. Năm mới mình có nhiều cái mới hơn ha. Cuộc sống mà đâu ai biết trước được ngày mai mình ra làm sao đâu. Mình vui thì có, mình vui buồn thất thường, rồi mình vì ảnh hưởng những chuyện không tốt quá, nó ảnh hưởng tới sức khỏe mình cũng không tốt nữa. Năm mới mình chúc mọi người vạn sự như ý, phước lộc đầy nhà ha, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện đều bình an suôn sẻ. Đặc biệt là năm năm mới các bạn phát tài phát lộc. Clip này á, thì mình không có làm cái gì nhiều hết, chỉ là một cái clip tri ân mọi người đã giúp đỡ mình coi cái clip, coi clip, share clip của mình. Chỉ có một nút like thôi mà mình cũng cảm thấy vui nữa các bạn. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe trong năm mới. Happy New Year.